Hôm nay là 13 âm lịch rồi, 13 âm lịch tháng giêng. Mai á là ngày 14 âm lịch. Đêm tức là 18 giờ 30 chiều mai á, thì Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long sẽ tổ chức cái đêm thơ nhạc Nguyên Tiêu để mừng cái ngày thơ Việt Nam tại trường Trung học Phổ thông Lưu Văn Liệt. Thì hôm nay á Du có chuẩn bị một số cái bài thơ trong một cái tập thơ nhỏ Du mới in xong, đó là cái tập Nguyệt, tập Nguyệt, Nguyệt là trăng đó. Thì cái tập này là có 28 trang, chuẩn bị ngắn thôi. Du rồi thì nhân cái dịp ngày thơ Việt Nam thì hôm nay Du ra ban công đọc các bạn nghe cái bài, một hai bài trong cái tập thơ này. Bài thứ nhất là bài Thủ Thỉ với Nguyên Tiêu Mậu Tý. Cái bài năm Mậu Tý Du không biết là năm đó, năm bao nhiêu. Năm Mậu Tý. Hái nặng tay rằm tôi chín mùa riêng, đêm dài rồng sâu như em mắt biếc,
chiếc đò đời đi qua những năm dài nuối tiếc, lim lim nguyên tiêu đóa trăng thề. Xứ sở mình đây khát vọng đam mê, thơ dận lối thơ về xây bến mộng. Thơ dẫn thơ về, thơ dẫn lối thơ về xây bến mộng. Một bông súng cũng hồng tươi sự sống, huống chi em tóc rối cả trời xanh. Chạm tình nhau lời đã cuội lanh canh, trăng vỡ hòa long lanh ngàn mắt lửa. Bần dầm chân trong bùn sình cắt cửa, tổ quốc thân thương dây dứt tiếng đờn kìm. Các bạn có sống ở những cái miền núi ấy, cái những cái dòng suối trên núi chảy xuống ấy, thì dưới dòng suối rất nhiều, hai bên bờ suối và dưới dòng suối rất nhiều đá cuội. Nếu cái chảy nó sôi, hòn đá cuội chạm vào nhau nó phát ra lanh canh, nghe hay lắm. Suốt một đời chỉ theo lý hoa sim, ta yêu nhau lên gành xuống biển, muối mặn gừng cay bao lần đưa tiễn, rằm riêng ơi chỉ có một trăng thôi. Dốc đời ta nay bạc trắng lau rồi, lý chim quả kêu thương lời vàng đá, trăng khuyết trăng tròn cũng vì em, trăng khuyết trăng tròn cũng vì em cả, rơm rạ đồng chiều thơm nắng cuộc tình ta. Ra riêng rồi trời đất rộng bao la, trăng vẫn trăng em vẫn em thân thuộc, rằng bần ấy những gốc cây gầy guộc mà bám rễ cuộc đời mở lối những triền sông. Tổ quốc là đây con cá quẫy trên đồng, cây rau đắng mọc trên gò trên bãi, tình đôi ta trọn cuộc đời để lại những mùa diêm rằm mọng chín tin yêu. Vĩnh Long ngày 13 tháng Giêng năm Mậu Tý. Tôi đọc cho bạn nghe cái bài thứ hai là cái bài Đêm Nguyệt Hiền. Bài này chỉ có 8 câu thôi, hai khổ. Chợt một đêm Nguyệt Hiền, biển Kiên Lương đắm đắm gọi xuôi về, dòng ký ức cháy tràn như rượu nóng, trong vòng tay giết chặt nỗi đam mê. Em như lụa mềm lòng từng ngọn gió, ngất ngây say tột đỉnh hòn trầu. Đời phiêu bạt tang bồng từng bóng cỏ, gieo hẹn hò ướt đẫm trái tình nhau. À, cái bài này Du viết tại Kiên Lương. Đó là trong một cái đợt cái trại sáng tác Kiên Lương, Du không nhớ năm nào, nhưng mà cũng lâu rồi, ở thế kỷ 20. Thì Du đi cái trại đó mới biết. Du xuống cái trại đó thì gặp hai tác giả thơ nữ của Hà Nội học đi dự, đó là cô Nguyễn Thị Hiền và cô Hồng Nga, Ngô Hồng Nga. Thì này ngay buổi chiều thì hai cô này mời Du ra cái bờ biển trước cái nhà nghỉ khách sạn An Bình, uống nước rồi nằm trên phô tơi ấy, ngắm trăng lên trên biển. Thì cái đó đêm đó nằm lúc thì trăng nó vụt hiền lên, trăng nó hiền lên đẹp lắm, sóng nó vỗ vòng vạc vạc ngay dưới chân đó, rồi nó trăng nó vỡ tung tóe ra rất đẹp. Cho Du biết là Đêm Nguyệt Hiền. Chợt một đêm Nguyệt Hiền, biển Kiên Lương đắm đắm gọi xuôi về, dòng ký ức cháy tràn như rượu nóng, trong vòng tay giết chặt nỗi đam mê. Em như lụa mềm lòng từng ngọn gió, ngất ngây say tột đỉnh hòn trầu. Đời phiêu bạt tang bồng từng bóng cỏ, gieo hẹn hò ướt đẫm trái tình nhau. Thì bây giờ Du xin đọc tặng các bài này một bài nữa là bài thứ ba. Thì cũng cái khách sạn là nghỉ An Bình của nó thuộc cái công đoàn Kiên Giang quản lý. Thì cái cô Hoa đó, cô là người phụ trách bếp ăn nhé, chứ còn mà phụ trách nhà nghỉ thì Du nhớ là cái anh gì Du quên tên mất rồi.
anh ấy ít tiếp xúc với anh chị em hội viên, thì lâu lâu anh ta ngồi uống ly tách trà nói chuyện vài câu rồi anh này lại đi lo công việc. Nhưng mà cái cô Hoa đó, cô bếp trưởng ấy, cô là người Thái Bình, sinh ra bên dòng sông Tà Lý ấy. Đấy. Thì Du xin nói là cô là bếp trưởng mà cô hay, cô là người Thái Bình mà cô rất hay ra nói chuyện với Du, nhất là khi biết Du từng đóng quân ở Thái Bình. Du về đóng quân tại cái huyện Vũ Thư Thái Bình để lấy quân để chuẩn bị đưa vào Nam đó. Thì Du có ở Vũ Thư một thời gian. Đấy. Giáp với nhà cô là bên cái dòng sông Trà Lý bên phía Đông Hưng. Cô tên Hoa, cái gì Hoa Du quên rồi, thì như là Trần Thị Hoa. Cho nên cái bài Du xin đọc các bạn nghe, bài thứ ba là Du viết tặng cô ấy. Bài này có tên là Gợi Đóa Hoa Của Biển. Đêm treo nửa vầng trăng tinh trên biển, nụ cười em nghiêng xuống cuộc đời anh. Những con sóng của mắt nhìn sao xuyến, dâng thủy triều ngập biển cả trời xanh. Làn môi mỏng chín nồng nàn như rượu, làn môi chín nồng nàn như rượu nóng, rót vào anh cháy bỏng cuộc say nồng. Vòng tay siết vỡ òa ngàn cánh sóng, đá vụn tan thành cát bụi thinh không. Đứng trước em thơ cũng thành vô nghĩa, chữ rối bời siêu ngả bước em đi. Tên lính chiến gục đầu trên chiến địa, của vòng trời con gái tỏa lưu ly. Ôi hoa biển làm sao mà hái được, ngực trăng rằm thắp sáng lửa đam mê. Trôi thẳng xuống từ vòng cao ngàn thước, dãy ngân hà cột chặt tiếng phu thê. Biển nức nở khóc mòn đêm tháng hạ, màu thời gian suy bạc tóc trên đầu. Mướn mứt tuổi mùa xanh ngần chiếc lá, anh vì em thổn thức suốt đêm thâu. Trùng điệp núi chạy ùa ra với biển, trùng điệp yêu sao xuyến cháy lòng nhau. Đêm bình an gió thổi miền cố viễn, biết bao giờ duyên nợ miếng trầu cau. À, cái trại sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức ở Kiên Giang đó là vào tháng 5 năm 2005. Vì cái bài thứ ba đó Du có ghi rõ ngày Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang 16 tháng 5 năm 2005. Đấy. Để các bạn hiểu là cái mạch thơ này, Du xin nói là cô này là cô Trần Thị Hoa. Cô cao tiêu chuẩn hoa hậu ạ. Người rất đẹp. Cô lại phụ trách cái bếp ăn của nhà nghỉ An Bình. Và cái nhà nghỉ An Bình nó còn có ở dưới biển á. Một cái nhà xây ra kiểu nhà bát giác để bán cà phê cho khách du lịch. Thì một đôi lần Du xuống đó, xuống dưới cái nhà bát giác đó, Du lấy ghế phô tơ ra Du nằm. Thì khách du lịch thì phải trả tiền, nhưng mà Du là người hội viên, thành viên của cái nhà sáng tác An Bình, cho nên là các cô ấy cho lấy nằm thoải mái. Còn uống cà phê thì phải mua, hay là uống nước ngọt thì phải mua, chứ còn nước trà đó thì các cô xách ra cho cái bình thủy và cái tách trà từ pha mà uống đó. Thì cho nên tối nào Du cũng hay ra đó. Thì thỉnh thoảng thì cô Hoa này, cô độc thân, cô ở lại cô ở tại trong nhà nghỉ ấy, chứ không có nhà riêng. Thì thỉnh thoảng tối ấy, cô cũng ra cô chơi, cô nằm cô ngắm biển. Thì Du cũng nhiều lần ngồi lại nói chuyện cô, thì mới nhờ vậy mới viết được bài Gợi Đóa Hoa Của Biển. Sau này Du có viết một bài thơ tặng riêng cô nữa, nhưng mà đấy, nó không liên quan tới trăng nên Du không chép vào trong tập này. Du đọc lại cái bài Gợi Đóa Hoa Của Biển. Đêm treo nửa vầng trăng tinh trên biển, nụ cười em nghiêng xuống cuộc đời anh. Những con sóng của mắt nhìn sao xuyến, dâng thủy triều ngập biển cả trời xanh. Làn môi chín nồng nàn như rượu nóng, rót vào anh cháy bỏng cuộc say nồng. Vòng tay siết vỡ òa ngàn cánh sóng, đã vụn tan thành cát bụi thinh không. Đứng trước em thơ cũng thành vô nghĩa, chữ rối bời siêu ngả bước em đi.
tên lính chiến gục đầu trên chiến địa của vòng trời con gái tỏa lưu ly. Ôi hoa biển làm sao mà hái được, ngực trăng rằm thắp sáng lửa đam mê, trôi thẳng xuống từ vòng cao ngàn thước, dải ngân hà cột chặt tiếng phu thê. Biển nức nở khóc mòn đêm tháng hà, màu thời gian suy bạc tóc trên đầu, mướn mướt tuổi mùa xanh ngần chiếc lá, anh vì em thổn thức suốt đêm thâu. Trùng điệp núi chạy ùa ra với biển, trùng điệp yêu sao xuyến chạy lòng nhau, đêm bình an gió thổi miền cô viễn, biết bao giờ duyên nợ miếng trầu cau. Xin nói là cái tài sáng tác năm đó, năm 2005 của Hội Trung ương Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức tại cái huyện Hòn Trông của tỉnh Kiên Giang, cho nên cái chỗ này rất là nhiều núi và đảo. Dù mới nói là trùng điệp núi chạy ùa ra với biển, trùng điệp yêu sao xuyến chạy lòng nhau. Thì xin thưa là ở trong trại sáng tác á, thì chỉ có hai cô gái thôi, là hai cái nhà thơ nữ ở Hà Nội vào, là cô Nguyễn Thị Hiền và cô Ngô Hồng Nga. Còn cái khách sạn, cái nhà nghỉ an bình của công đoàn Kiên Giang và cái nhà ăn đó, rất là nhiều nữ, mà hầu hết là các cô gái đều trẻ cả. Cho nên Du mới viết là trùng điệp núi chạy ùa ra với biển, trùng điệp yêu sao xuyến chạy lòng nhau, đêm bình an gió thổi miền cô viễn, biết bao giờ duyên nợ những trầu cau. Bây giờ Du xin đọc tặng các bài, tặng các bạn cái bài thứ ba, là cái bài mà Du có ghi rõ là bình an Kiên Lương Kiên Giang, à cái không phải huyện Hòn Trông, huyện Kiên Lương, tổ chức ở Hòn Trông. Cái trại sáng tác văn học nghệ thuật đó là tổ chức ở Hòn Trông, Kiên Lương Kiên Giang. Còn cái nơi mà cái đoàn ở là cái nhà nghỉ công đoàn Kiên Giang, nhà nghỉ Bình An. Thì chú ghi rõ Bình An Kiên Lương Kiên Giang ngày 16 tháng 5 năm 2005. Đây là Du, cái bài thứ ba này á, Du ghi là cái cảm xúc của Du lúc mà Du sống tại cái trại sáng tác đó. Em đêm này có thấu tiếng lòng anh, nghiêng nửa vầng trăng vỡ òa biển tím, đêm ngọt ngào khúc hát gọi Kiên Lương, rừng thổn thức cạnh niềm riêng lìm lìm, nẻo ru nhau muôn vạn dặm đường. Ở đó rất là nhiều rừng nước, núi nhiều lắm, núi đá tập trung với đó, nằm ở trên những cái đồng ngập nước là nước mặn nhé, ngập nước nó như là biển đảo vậy đó. Nghiêng nửa vầng trăng vỡ òa biển tím, đêm ngọt ngào khúc hát gọi Kiên Lương, rừng thổn thức chạy niềm riêng lìm lìm, nẻo ru nhau muôn vạn dặm đường. Con nước xiết dưới chân cầu nỗi nhớ, chiếc thuyền neo cột chặt mối tơ lòng, từng sợi gió bỗng hóa thành duyên nợ, thổi vào nhau suốt bảy đêm ròng. Mông thắp nhớ hòn trông hòn đá rừng, cõi cưu mang nặng trĩu núi trầu xa, ai hát với cung đường đời ngẫu hứng, bài thơ say trích bóng xuống tăng tà. U ập đến vô cùng vô tận, thấy lòng nhau hang cá sấu người ơi, trời thì rộng mà mắt nhìn lệ ngấn, một lời thôi thăm thẳm trại trùng khơi. Xin nói rằng là ở cái vùng núi đá Hòn Trông đó rất là nhiều hang đá. Đi một chút xuống dưới Hà Tiên thì có cái hang Thạch Đồng, ở miền Nam gọi là Thạch Đồng Thôn Vân, là cái nơi mà có cái tích truyền mà là Thạch Xanh xuống đó bắt Đại Bàng đó, cứu công chúa. U ập đến vô cùng vô tận, chảy lòng nhau hang cá sấu người ơi, trời thì rộng mà mắt nhìn lệ ngấn, một lời thôi thăm thẳm tại trùng khơi.
Anh hiểu mình không ra ngoài trước bóng, cõi tâm linh gieo nặng trái tình xanh, ai có thể đi xa niềm hoài vọng, em đêm này có thủ tiếng lòng anh. Thì cái tập này rất là 28 trang nhưng mà khá nhiều bài thơ, thì hôm nay chúng chị xin đọc cho các bạn nghe 3 bài vậy thôi. Hy vọng là ngày đêm mai đó lúc 18:30 thì các bạn vui lòng dành chút thời gian đến dư với cái đêm thơ Nguyên Tiêu Giáp Thìn của Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long tại trường Trung học Phổ thông Lưu Văn Liệt, số 105, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.